Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường cùng lãnh đạo một số phòng đơn vị chuyên môn đã có chuyến làm việc tại xã Chí Nang nhằm kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 2024, đảm bảo lễ hội được tổ chức thành công. Trong buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo xã Chí Nang báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị cho lễ hội Chí Linh Sơn năm 2024. Theo đó, lễ hội Chí Linh Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại bản năng cát xã Chí Năng, huyện Đang Chánh, với nhiều nội dung đặc sắc mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa địa phương, kích cầu cho sự phát triển du lịch, khám phá, trải nghiệm trên địa bàn. Đến nay, các nội dung trong lễ hội đã từng bước được địa phương, các đơn vị, ban tổ chức triển khai tích cực, từng bước hoàn thiện từng nội dung phần việc sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị như điều kiện về sân bãi, khu vực sân khấu, không gian lễ hội, các điểm nhấn của không gian văn hóa vùng cao tại bản Năng Cát như khu vực cuồng nước, nhà sàn văn hóa, không gian làng bản, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn cường và các đồng chí trong đoàn đề nghị xã Chí Nang và các đơn vị liên quan cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục đang còn chậm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, tạo mọi điều kiện để đón khách để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Đối với các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất đang còn chưa hoàn thiện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu địa phương cần gấp rút thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ tổ chức lễ hội. Ban tổ chức lễ hội cần chú ý phân công nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện để tiếp đón khách mời, bố trí khu vực ăn nghỉ hợp lý, đảm bảo sự chú đáo mọi điều kiện cần sớm được hoàn thiện để lễ hội được tổ chức thành công đúng theo kế hoạch tạo thành điểm nhấn đặc biệt trong hoạt động văn hóa của địa phương góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân